Mẹ ơi. Đắp mát cho em đi Titi. Mẹ ơi. Titi. Không. Đặt đây này. Đi ơi. Đi ơi. Cái chân này mẹ rửa đi, chân bên này đã nha. Đây cho Titi, đây này. Titi đây mẹ, lau cái chân này nè. Chân sạch sẽ nha. Đi vô chơi với chị gấu nhá. Mát quá. Tí nữa chị gấu vô. À, tắm sạch sẽ rồi đi chơi nhá. Xong rồi tí nữa gấu vô lấy cái quần áo cho Titi nhá. Mẹ bế vô xong rồi mẹ bế Titi vô xong rồi con lấy quần áo mẹ mặc cho Titi nhá. Titi ơi. Mát không Titi? Đây này. Mát không? Đây mẹ đau cái cổ cho nè. Gấu gấu lên lấy cái khăn để mẹ quấn thêm Titi vô đi con. Bế lên nào. Đây. Con đứng lên con lấy quần áo đi mẹ mặc cho em đi thiêu ấy. Để cho nên mẹ con này. Để mẹ lau cho đi thiêu cô đã nha. Lấy cái bỉm với cái bấm với lại quần áo hay không? Đúng rồi. Con lấy đấy con đưa cho mẹ nào. Thế thôi. Mẹ cảm ơn gấu nha. Nào mẹ mặc bịm cho Titi nào. Titi ơi, nằm xuống đi mẹ mặc bịm cho. Đi lại không? Con của Titi mà con lấy làm bao tay á? Bao tay. Rồi đưa quần cho mẹ mặc cho em Titi nào. Ừ. Cái đuôi Titi đâu rồi? Đi đây. Mẹ kéo cái đuôi ra cho Titi. Đây rồi.
Nào, gấu đưa áo đây mẹ mặc cho Titi nào. Cho mẹ cái váy của em. Ừ, mẹ lấy cái áo này. Cái váy này là hơi chật rồi. Titi đưa tay vô rồi. Gấu ơi, đừng bấm cái đấy nguy hiểm con nha. Tay Titi đâu? Làm gì vậy gấu? Con ngồi lên đây cho mẹ con nào. Ngồi lên đây, hai chị em lại đây chơi cho mẹ để mẹ đi nấu cơm nha. Để tay lên. Rồi, ấm chưa? Tắt cái con này đi ấm nha. Gấu, lại đây chơi với Titi nè con. Đây, con gấu này. Con cầm đi để mẹ lấy cho em Titi nè. Titi đây. Mẹ tí chiêu á, Titi này. Đây mẹ bóc cái này nữa rồi, hai chị em ngồi trong đây ăn để mẹ đi cất cái khăn đi đã nha. Đây con đây. Rồi, con ngồi con chơi với em nha mẹ nha. Đi ngồi ăn với chị nha.